Thế đó còn nó kéo. Ừ. Căng, căng lắm. Thì dây này đã thôn mới đã có kéo cả ngày đó rồi. Xin chào các bác. Cái video lần này thì anh em chúng tôi triển khai cho một nhà cán bộ. Nhà cán bộ này cách trung tâm thị trấn rơi vào tầm 20 cây. Nhà rất là đẹp phải các bác. Một cái nhà sàn phải đến hơn 1 tỷ. Có rất nhiều đồ rất quý giá. Đây là tôi đang triển khai cho cán bộ. Thuê bao này khá là xa các bác. Nó rơi vào tầm 700 m. Nếu bác nào ở đồng bằng thì không thấy cái cảnh tượng nó đẹp như này được. Rất nhiều đồi núi. Đây các bác đã được lên một cái nhà sàn đẹp như này chưa? Nhà công nhân ạ. Nhà đẹp. Đây là đầu tiên kéo này. Ở đây anh em chúng tôi kéo được khoảng độ tầm 400 m rồi. Từ đây đến nhà khách hàng nữa là tầm khoảng độ 300 m nữa. Toàn cây cối. Phải đi qua rất nhiều nhà luôn. Đây các bác phải buộc hoạt đá vào để ném này. Đây là xuống dốc các bác nhá. Dốc này cực xa. Qua hàng rào. Để triển khai một cái thuê bao như này thì các bạn phải kéo từ cái điểm hộp cáp xong đến nhà khách hàng. Đi lanh quanh rất là dài. Ở cái hồ này rất nhiều cá to các bạn. Đây đường dây điện nó đi rất là oai oăm bởi vì là toàn đồi núi. Kéo một cái thuê bao 700 m ở trên vùng đồi núi này rất là khó khăn. Đây là kỹ thuật ném dây. Ở những vùng đồi núi như này thì các bạn phải buộc bằng cái gạch. An toàn nhất là đi theo dây điện to.
Tiếp đến là một cái suối. Mùa À. này thì ít nước. Đấy, phải lội lội suối luôn. Đây là thuê bao 700 mét nha các bác nhé. Đây là cái bụi tre này, rất khó để ném qua này. Bây giờ là ném lên đồi. Tôi đang phải đi tìm cái hướng đi để tiếp tục đi. Những cái điểm thấp như này ấy, thì nếu mà mình đi dây thấp ấy, thì sự cố lên rất là nhiều. Cho nên anh em chúng tôi phải đi rất là cao. Đây là trèo đèo lội suối đấy. Ao này rất nhiều cá. Cảnh rất là đẹp luôn. Đại ca cầm máy quay này cầm hơi nghiêng máy. Đấy, lên đồi đấy các bạn. Đồi này nó cao dốc khoảng độ tầm 30 mét. Đây đường rồi. Em đang ở trên cột này. Vâng, chuột chuột đấy vậy. Như là vâng chuột chuột đó. Còn có độ tầm 100 mét nữa là đến nhà khách hàng. Nếu mà kéo tầm khoảng độ 700 mét này thì anh em chúng tôi phải kéo tầm khoảng độ 1 tiếng đồng hồ mới xong. Đấy là chưa kể cái thời gian mà đấu nối, cài đặt thiết bị cho khách hàng. Chỉ có cái thời gian kéo dây là cũng mất tầm 1 tiếng đấy. Ném qua cành cây nó rất là khó. Ở đây là cây keo nó dễ hơn nhiều. Các bác thấy toàn đồi, toàn núi không? Toàn cây. Một màu xanh.
Châu bò này. Nhà cán bộ cách khu độ tầm 50 mét nữa. Sắp đến nơi rồi. Đây, một cái nhà sàn rất là nguy nga luôn. Đây là tôi đang phải đi hướng dây để tính cho tôi cắt. Báo quay với nó là gì thanh tính này. Chứ người bắn khó khăn nàn dài với cá ngày dưỡng cho là phải quay. Đi lên bên cái dây điện với không phải. À, ăn lấy nó. Bỏ cái nó bộ. Buồn mơ nghe chào là mặc áo chả hai ba nghe chào mình khả năng mà giảm biết được khả năng này trời cứ về điện thì nó phải đi theo cột điện đấy ha. Ừ. Bao nhiêu giờ điện mới kéo đi ăn về. Ở cái nhảy nó đang là đợi bạn chứ cái này vừa kiếm trà đặt điện rồi chứ. Nó đúng quy trình rồi này. Khi vào kéo vào cái cờ vào chém chứ phải cái này có phải đi. Nó phải la thấy thôi này con mới có phải thôi à. Cái màng này của mẹ là nhìn ra chung nó tình nhỉ cái kẹo này nó đã kẹo nó truyền qua mấy đấy bao ăn nhỏ bao ăn thế đeo lên kiếm gì ạ à đấy tôi chỉ là lên mưng nghe sao là quạt quạt nó không đeo gì bắt công gì đây nữa. Ăn liền chưa? Là đi nhiều rồi chưa bao giờ? Khi mà đến nhà khách hàng ấy thì các bác phải tìm cái hướng để đi dây vào nhé các bác nhá. Thông thường thì em thì hay đi theo cái dây chảo hoặc là dây điện. Ở nông thôn thì không thể mà đi đẹp được. Họ đi như nào thì mình phải đi như vậy thôi. Đây là cái cách chốt cáp. Đây là cách chốt cáp mới á. Đây phương pháp bện cáp. Những kiểu như kiểu dây lan hoặc là dây điện thì các bác dùng phương pháp bện này rất là tốt.
tránh những cái trường hợp suy hao trên cát. Các bác cắt một đoạn dây nó tầm độ 1 mét, xong các bác quấn vòng vòng theo chiều của nó là được. Đây em phải chốt ở đây. Cái bước chốt cam này thì nó cũng rơi vào tầm 15-20 phút đấy ạ. Rất là lâu. Khi các bác chốt ở đầu nhà rồi thì các bác sẽ chốt dần đến hộp. Nếu các bác kéo từ hộp về nhà khách hàng, nếu từ nhà khách hàng về hộp thì các bác phải chốt từ hộp trở về nhà. Thông thường thì tùy từng địa hình thì chúng ta sẽ phải khảo sát để chúng ta đặt cái vị trí mà mình kéo từ đâu. Như chưa? Cán bộ quay phim này này chuẩn bị hút thuốc lào hay sao ấy, thấy rình rình vào đây rồi. À, uống được uống được. Cán bộ này là được thuê ngoài nhé các nhá. Cái đợt kéo ở trong này thì em thuê cán bộ này là hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày và dạ là đâu đâu, gần 10 buổi, 10 buổi, 5 ngày. Dạ là 1 triệu rưỡi. Đấy, cán bộ đang cầm máy này. Để làm một cái nhà sàn này thì nó cực kỳ tốn kém bởi vì nó nhiều chi tiết nhỏ. Đây các bạn thấy không? Nhà rất đẹp luôn. Tôi là ướt đẫm mồ hôi luôn này. Nó rất là xa. Còn đang chơi mới nào, đang chơi không, đang chơi. Đây là xuống cái suối lúc trước đấy, xuống phải có đường các bác nhá, không các bác xuống là không xuống được đâu. Đang chơi này. Em đi vòng mãi đây mới tìm được cái đường này, đường xuống dưới suối. Nè, chỗ thương mà cứ như rộng phim. Nước đấy rất mát các bạn. Nước từ núi chảy ra ấy, cực mát luôn.
tôi đang đi kiểm tra lại mấy cái đoạn cáp mà lúc trước là nó bị võng ấy. Ở đây rất nhiều gà bạn. Anh em nào muốn mua thì liên hệ với tôi nhé. Tôi ship về tận nơi. Gà đây rất là ngon, gà chạy bộ. Một cân tầm 150.000. Một con rơi vào tầm 2 cân 3 cân gì đấy. Đây, cột này tôi phải chốt tiếp này. Cái video này thì nó cũng lúc 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 em quay ấy, thì chỉ quay có một nửa thì lại thiếu thiếu mất một đoạn rất là dài, rơi vào tầm khoảng độ 300 m nữa. Cái đoạn đấy là lúc nó còn khó hơn đoạn này, cho nên là phải phải có cái anh cầm máy quay ấy. Thì anh là phải phụ cho nên là không quay được đấy. Đây là một video bị thiếu. Đây kiểm tra độ căng dây đấy. Các bác phải kéo như này để kiểm tra độ căng. Rồi, xin chào các bác.